Mời quý vị cùng quay trở lại với phần tư vấn của bác sĩ Vương Quang Thắng. Thưa bác sĩ, trẻ em là cái đối tượng rất là dễ bị mắc bệnh sốt xuất huyết, và đặc biệt là các bậc phụ huynh cũng rất là dễ bị nhầm với các loại sốt siêu vi khác. Vậy thì những cái dấu hiệu như thế nào ban đầu để cha mẹ có thể nhận biết, và trong những trường hợp nào thì cha mẹ phải đưa con đến bệnh viện để thăm khám ? Thứ nhất là khi mình nghĩ đến sốt huyết, là thứ nhất là cái bệnh nó đặc điểm là thường nó xảy ra vào mùa mưa, hai là dù trong nhà mình mà nó có mũi vằn, trong nhà mình đang mũi vằn là yếu nguy cơ rồi. Thứ ba là do người bé đó có thể nó đi học ở nhà trẻ hoặc là học trường học. Thì có học trường học nhà trẻ thì có nhiều lúc nó ngủ trưa thì nó ngủ không có được, không có nhăn mùn chẳng hạn. Cái bệnh nó đặc biệt là mình để ý mình sẽ dễ nhận biết. Thứ nhất là nó sốt cao đột ngột trong một cơ thể địa khỏe mạnh. Ví dụ bé bình thường nó chơi bình thường sáng giờ tự nhiên chiều nay nó sốt cao. Ví dụ như cái bệnh khác, ví dụ như viêm họng, viêm phổi hay là một cái bệnh về đường ruột thì nó sốt nhẹ nhẹ rồi rút tăng lên từ từ. Còn cái bệnh sốt huyết là đặc biệt, tư khỏe mạnh bình thường nó sốt lên 39-40 độ liền. Thì thứ hai là nó đáp ứng cái thuốc hạ sốt thông thường. Ví dụ như bệnh nhân mà chúng ta bị cảm sốt mũi ho, chúng ta bị nhiễm siêu vi hô hấp á, chúng ta uống một liều thuốc paracetamol á, chúng ta sẽ hạ sốt trong vòng vài tiếng, chúng ta hạ sốt trong vòng 5-6 tiếng mới sốt lại. Còn trong sốt huyết á, ta uống vô nó hạ được nửa tiếng à, hạ một tiếng là nó sốt lại. Và là một đứa bé bình thường đó, nó tỉnh táo, nhưng bây giờ mình hỏi nó không thể xác định được không gian thời gian. Vì một đứa bé nó vừa uống nước, nhưng mà nó uống nước xong là tự nhiên nó lại uống nước nữa. Nó có những hành vi bất thường thì dấu hiệu đó là dấu hiệu nặng thì bác sĩ nhập viện cấp cứu ngay. Còn một dấu hiệu nữa là mà nếu mình để ý thì người đó, thì dụ như mình trờ tay chân người đó thấy lạnh, tay bằng chân mình đang lạnh mà nó hơi tái bất thường, đó là dấu hiệu đó, là dấu hiệu mà cũng phải là dấu hiệu cảnh báo là dấu hiệu đó phải nhập viện. Cái nữa là dấu hiệu tiểu ít. Tiểu ít là trong vòng 6 tiếng em bé đó, còn người lớn không đi tiểu, tức là bệnh nhân đó bình thường nhưng mà bây giờ tự nhiên nó chảy máu mũi. Chảy mũi nó chảy đi xí nó cầm thì không sao, nhưng nó chảy không cầm hoặc là chảy máu răng, nó ra máu lúa răng, và là người đó bình thường không có ra kinh. Ngày hôm nay tự nhiên ra kinh, tức là ra kinh bất thường hoặc là ra kinh nhiều hơn bình thường, ví dụ cảnh báo như vậy thì bắt buộc phải nhập viện. Còn sốt huyết thường á, tức là sốt huyết không có gì cảnh báo thì những đối tượng sau đây phải nhập viện. Thứ nhất là bé là bé còn bú gọi là nhũ nhi. Thứ hai là bé dư cân béo phì. Ví dụ bé đó tự chủng nó là 10 kg nhưng mà nó nặng trên 12 kg. Thứ ba là cái người đó là đàn người phụ nữ mang thai. Thứ tư là cái người đó có những cái bệnh nền, ví dụ như là người đó bị viêm gan nặng nè, người đó bị bệnh thận, là bệnh tim, bệnh tiểu đường hay là những cái bệnh mà tâm phế mãn v.v. Thưa quý vị, như chia sẻ của bác sĩ Vương Quang Thắng vừa rồi thì rõ ràng là nếu như mà trong một số trường hợp mặc dù không gặp những cái biến chứng nặng cần phải nhập viện ngay, nhưng đối với các trẻ em dưới 18 tháng tuổi như là bác sĩ nói là nhũ nhi, thứ hai nữa là với trẻ em thừa cân béo phì, thứ ba là đối với phụ nữ đang mang thai, thứ tư là trường hợp mà với những người mà neo đơn không có người thân bên cạnh mặc dù là người lớn đi nữa, hoặc là những người mà ở những cái vùng sâu vùng xa khi mà có biểu hiện của sốt xuất huyết thì chúng ta cũng cần phải nhập viện ngay để được hỗ trợ và được thăm khám kịp thời. Thưa bác sĩ Vương Quang Thắng, đối với những trường hợp mà không cấp cứu kịp thời hoặc là không điều trị đúng cách mà thì sốt xuất huyết có thể dẫn tới những cái biến chứng nặng như thế nào ? Thì rồi mấy ngày đầu á thì nó sốt rất là cao, nhưng mà đến ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu là giai đoạn nó gọi là giai đoạn nguy hiểm, thì đôi khi bệnh nhân hết sốt. Thì lúc đó người ta tưởng là mình hết bệnh, khi hết bệnh thì ta chủ quan, ta không theo dõi, không đánh giá, thì thường cái giai đoạn biến chứng nó rơi vào khoảng này. Ví dụ có thể là người ta sẽ gây ra một tình trạng như là bị sốc. Sốc là tình trạng thất thoát cái huyết tương, tức là thất thoát máu vào trong cái mô kẽ làm cho cái áp lực mạch máu nó thấp đi. Thì gọi là sốc đó, thì khi đó thì các tế bào nó bị thiếu oxy nuôi dưỡng, thì bệnh nhân sẽ bị rơi vào tình trạng trụy tim mạch, và nếu mình không có kịp thời thì tử vong. Thứ hai là những biến chứng khác, ví dụ như là bệnh nhân bị suy cơ quan. Suy cơ quan ví dụ là suy gan, suy thận hay là tổn thương cơ tim hay phổi gì đó thì cũng có thể tử vong. Và thứ ba nữa là trong cái bệnh này thì nó một cái cơ chế là virus đó nó phóng thích ra một số cái trung gian, nó làm cho các tế bào và tiểu cầu của chúng ta đó bị thất thoát rất nhiều, bị hư hoại rất nhiều, cho nên mình sẽ bị rối loạn đông máu. Chảy máu thì có thể chảy máu ở các cái cơ quan, ví dụ như là chảy máu ở đường ruột, chảy máu trong máu miệng gì đó, ra kinh bất thường, hoặc thậm chí là chảy máu trong não và làm cho người ta bị mất máu lượng lớn, và nếu mà không truyền máu kịp thời thì tử vong. Như vậy là điều trị càng sớm thì càng tốt, và tốt hơn nữa là không để bệnh xảy ra. Vậy thì trong trường hợp bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta phải phòng ngừa bệnh như thế nào ? Chúng ta biết rồi, thì bệnh sốt huyết thì do virus đen gây ra. Virus đen thì do mũi vằn đốt và lây truyền. Vậy thì chúng ta thấy các cái pano là mà phòng chống dịch, chúng ta luôn luôn lấy một câu là không có lăng quăng, không có mũi vằn thì không có sốt huyết. Như vậy thì chúng ta ở nhà chúng ta đó, chúng ta với mỗi tuần chúng ta dành ra vài phút, 10 phút, 15 phút gì đó, chúng ta tổng vệ sinh, cần để cho những cái có cái môi trường cho mũi nó sinh sống. Ví dụ như là ta không để những cái bình hoa chậu kiểng nào mà mình không thấy nước để cho nó mũi vằn để trong đó, là xung quanh nhà những lon bia
xe nước suối hay là những cái vỏ xe, những cái gì mà có chứa nước để cho muỗi nó sinh sản được. Mình bây giờ mình dẹp bệnh nó làm được trên môi trường. Thứ hai nữa là ban ngày người lớn mình ban ngày mình cũng nên ngủ mùng, ngủ mùng để cho nó không có bị muỗi đốt. Thứ ba nữa là mình với những cái phương tiện mình diệt muỗi tại nhà, ví dụ mình có những cái vật bắt muỗi là những cái đèn bắt muỗi để mình làm cho cái muỗi nó không có sinh sản được đó, và để cho nó có thể mình những mua những cái hóa chất mà bên trung tâm dự phòng ta hướng dẫn mình để mình phun tại nhà mình, và là mình tẩm mùng màng trong nhà mình để cho cái muỗi nó, cái mùi nó bay đi, nó không đến nữa, thì để mình không bị muỗi đốt thì mình sẽ không bị sốt xuất huyết. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là đối với căn bệnh sốt xuất huyết thì mỗi người và cả cộng đồng phải chủ động phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh khởi phát và lây lan. Hy vọng với những thông tin bổ ích mà chương trình cung cấp sẽ giúp quý vị có thêm những kiến thức để có cách phòng và chữa trị bệnh sốt xuất huyết hiệu quả. Thân ái chào tạm biệt quý vị, theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.